Cô chú anh chị và các bạn thân mến, hiện tại Tấn đang đứng ngay vòng xoay thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Gò Dầu này là chuẩn bị lên thị xã rồi nha cô chú anh chị ơi. Thì ngay bây giờ á, Tấn sẽ quay chia sẻ một cái miếng đất mặt tiền đường nhựa lớn. Cái đường nhựa lộ giới là tới 30 mét lận. Cái miếng đất là cách vị trí vòng xoay thị trấn Gò Dầu này là đúng 3 cây số nha. Đây bây giờ mình sẽ chỉ những cái hướng nha anh chị. Hướng đi về bên đây nè là đi về Trảng Bàng, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây xuống tới bến xe An Sương á là 48 cây. Còn đi cái hướng bên đó đó anh chị là đi về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, ở đây lên Mộc Bài là đúng 10 cây số nha. Đây, đây ngay vòng xoay là chợ Gò Dầu luôn nha anh chị. Chợ thị trấn Gò Dầu. Đó. Còn cái hướng này nè, đi thẳng theo tay mình chỉ lên 35 cây số là sẽ lên thành phố Tây Ninh đó anh chị em. Đây ngay chỗ này á, ngay phía trước chợ Gò Dầu ha, là ngay cái ngã ba là đường quốc lộ 22B. Và cái đường này là đường Hùng Vương nè anh chị. Ngày xưa cái đường này có tên là đường Nguyễn Kim nha, bây giờ được đặt tên là đường Hùng Vương. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái đường Hùng Vương này, đúng 3 cây số là cái miếng đất đang cần bán là mặt tiền đường Hùng Vương này luôn nha anh chị. Ở trên tờ số hồng á, nó ghi là đường Hương Lộ 1. Lộ giới là 30 mét, tức là từ giữa đường vô mỗi bên là tới 15 mét ha. Đây anh chị đi xích lại đây. Bên phía tay phải nè anh chị là cái showroom bán xe ô tô. Đó. Thì cái miếng đất này á, chiều ngang là 15 mét, còn chiều dài là tới 100 mét nha. Ngang 15, chiều dài là tới 100 mét. Có thổ cư nha anh chị, có 123 mét vuông thổ cư á. Thì miếng đất này là bây giờ anh chị sẽ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là chúng ta có thể thuê là 12 triệu một tháng, hoặc là mua. Thì anh Hoàng chủ đất ảnh bán là 5 tỷ 990 triệu. Đất này là anh Hoàng là chính chủ, không có qua trung gian ha. Nếu mà thuê á thì là 12 triệu một tháng, còn nếu mua luôn á là 5 tỷ 990 triệu nha. Ngang 15, dài 100, có thổ cư luôn. Đất là có tường rào xây xung quanh, rồi cái cổng rào, cổng rào bằng sắt cao tới 3 mét lận nha anh chị. Rất là kiên cố luôn. Rồi cái nền đất á, là được đổ cao hơn mặt đường luôn nha. Thì cái đường Hùng Vương này là cái đường thông nha anh chị. Từ ngay thị trấn Gò Dầu nè, nó thông qua bên đường tỉnh lộ 782 là ra khu công nghiệp Phước Đông luôn á. Từ đất qua khu công nghiệp Phước Đông khoảng 5 cây. Rồi từ ngay vòng xoay Gò Dầu, chợ Gò Dầu đi vô đất là 3 cây ha. Đất cách bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh là cũng khoảng 3 cây nha anh chị em. Cách cái đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài á, chuẩn bị xây á anh chị, cái đường cao tốc chuẩn bị xây á, thì đất cách đường cao tốc cũng khoảng 3 cây luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vô hướng này nha. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng lên xe đi với Tấn, chạy vô đúng 3 cây số để coi cái miếng đất anh Hoàng cho thuê hoặc là bán. Thuê thì 12 triệu một tháng, còn bán là 5 tỷ 990 triệu nha. Bây giờ chúng ta chạy thẳng theo cái đường Hùng Vương, đi về hướng ấp xóm Mới 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh ha. Cái hướng này á anh chị là nó thông ra đường tỉnh lộ 782 ra hướng khu công nghiệp Phước Đông luôn nha. Thì cô chú anh chị thấy bây giờ Gò Dầu rất là phát triển luôn, nhà cửa dân cư là rất đông đúc, cho nên là chuẩn bị lên thị xã ha. Mình đi cái hướng từ vòng xoay thị trấn Gò Dầu này tới là miếng đất sẽ bên tay phải luôn nha anh chị. Còn nếu đi cái hướng từ tỉnh lộ 782 khu công nghiệp Phước Đông vô á thì đất bên tay trái. Đất này á hiện tại là có 123 mét vuông thổ cư, còn lại là đất chuyên trồng lúa nước. Nhưng mà xem trên cái bản đồ dự thảo quy hoạch á anh chị, là đất khu vực này nè là 100% màu hồng luôn, tức là có thể chuyển lên thổ cư hết đất luôn cũng được nha. Đường xá thì rộng đẹp nha anh chị,
Đường này nhà nước mới vừa nâng cấp nè, rất là liền lạc, rất đẹp luôn. Ở nhà cửa dân cư thì đông đúc. Chúng ta đi ngang qua mấy cái trường học nữa nha anh chị. Cái bệnh viện xuyên á Tây Ninh á là cùng địa chỉ với miếng đất luôn. Đó là cùng ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu luôn đó anh chị. Miếng đất thì cách bệnh viện xuyên á Tây Ninh là 3 cây số ha. Cách vòng xoay thị trấn Gò Dầu cũng 3 cây luôn. Từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á anh chị là 48 cây. Còn từ đây lên thành phố Tây Ninh á là khoảng 35 cây ha. Từ đất mà đi cửa khẩu Một Bài á là 13 cây. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị tới cái miếng đất của anh Hoàng ha. Bên phía tay phải là có cái ngã ba nè anh chị, thì cái đường này là đường Pháo Binh. Nếu quẹo phải 3 cây số thì sẽ tới ngay bệnh viện Xuyên Á luôn, là ra quốc lộ 22. Trên cái bản đồ dự thảo quy hoạch thì ngay cái ngã ba đó mai mốt sẽ trở thành cái ngã tư luôn nha anh chị. Người ta sẽ mở thêm cái nhánh bên tay trái nữa thành ngã tư luôn. Còn đây miếng đất đang cần bán kế bên quán cơm Thanh Vân. Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn đã tới vị trí của miếng đất đang cần bán. Cái miếng đất là bên kia đường ha. Thì miếng đất này á, anh Hoàng chủ đất là bán hoặc cho thuê. Nếu mà thuê là 12 triệu một tháng, còn bán là 5 tỷ 990 triệu nha. Cái chiều ngang á, anh chị thấy rất là rộng luôn, có làm cái cổng hoành tráng luôn ha. Chiều ngang là tới 15m và chiều dài á, là tới 100m. Đất này là hướng Tây Bắc nha. Mặt tiền đường nhựa. Cái đường này á anh chị, cái khúc ở ngoài thị trấn Gò Dầu thì có tên là đường Hùng Vương, ngày xưa gọi là đường Nguyễn Kim đó. Còn cái khúc này nè thì trên sổ hồng người ta ghi là đường Hương Lộ 1, lộ giới là 30m. Tức là từ cái vạch màu vàng giữa đường vô mỗi bên là 15m. Thì cái miếng đất này á tổng diện tích là 1.345m², trong đó là có 123m² thổ cư, còn lại là đất chuyên trồng lúa nước. Nhưng mà xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch anh chị, thì ở đây chúng ta có thể chuyển mục đích 100% thổ cư cũng được luôn nha. Tức là xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch thì khu này là full màu hồng luôn, có thể chuyển 100% thổ cư cũng được, hoặc là chúng ta chuyển lên cây hàng năm khác nè, hay là lên cây lâu năm nè là được nha. Thì từ ở ngoài vòng xoay thị trấn Gò Dầu đi vô tới đây là đúng 3 cây số đất bên tay phải. Còn cái đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đi Một Bài anh chị là sắp tới ta sẽ xây dựng á, là ở phía trước đất và cách khoảng 3 cây số. Đây. Chỗ này nè anh chị, đó ngay xe ô tô màu trắng đang chạy là cái ngã ba. Quẹo trái là cái đường Pháo Binh. Thì cái đường Pháo Binh đó là dẫn ngay ra bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh á. Chỗ này cách bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh là đúng 3 cây số. Cái bệnh viện Xuyên Á đó là thuộc xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, thì cái miếng đất này cũng là xã Thanh Phước luôn. Ở đây là ấp xóm mới 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh ha. Mà Gò Dầu là chuẩn bị lên thị xã nha anh chị. Ngay chỗ đó hiện tại là cái ngã ba đường Pháo Binh, nhưng mà xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch thì tương lai nó sẽ là cái ngã tư luôn đó anh chị. Đó, miếng đất này mai mốt là kế bên ngã tư lớn ha. Rồi, từ ngoài thị trấn vô là đất bên tay phải. Còn nếu đi về hướng này nè anh chị, đi về hướng này 4 cây số là sẽ ra tỉnh lộ 782. Ra tỉnh lộ 782, quẹo phải là hướng về Trảng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh, còn quẹo trái thêm 1 cây số nữa là khu công nghiệp Phước Đông. Đó, chỗ này cách khu công nghiệp Phước Đông là 5 cây số ha. Đây, xe cộ qua lại nhiều nha anh chị. Kế bên là có quán cà phê 379 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên kia đường, quay hình ảnh thực tế của miếng đất này cho cô chú anh chị coi nha. Rồi quay giấy tờ sổ hồng pháp lý rõ ràng luôn nha anh chị. Rồi qua đường nha. Đất này là hướng Tây Bắc nha anh chị. Phía trước đất nè, có rễ đá đâu nè. Đó, cao ráo sạch sẽ ha. Ở trong cái nền đất á, là cũng được rẫy đá giống vậy luôn. Và nó cao hơn cái mặt đường luôn nha anh chị. Cái nền đất là cao hơn cái mặt đường luôn. Chiều ngang là 15m nha. Làm cái cổng hoành tráng luôn nè. Đây anh chị coi nè, đổ nền bằng phẳng rất là đẹp ha. Và cái tường xung quanh á, tường xung quanh là xây tường bê tông hết luôn.
thì anh chị sẽ có hai sự lựa chọn. Nếu mà muốn thuê á, là 12 triệu một tháng. Còn nếu muốn mua luôn là 5 tỷ 990 triệu. Chỗ này mình thấy anh chị bạn, ví dụ như mở quán cà phê sân vườn, quán ăn sân vườn, hay là làm nhà xưởng đâu cũng được nha anh chị. Tại vì nó rất là rộng luôn, dài tới 100 mét lận. Làm nhà xưởng đâu cũng được ha. Đây, nói chung là kinh doanh buôn bán là tùy thuộc vào cái sở thích của anh chị ha. Muốn làm gì làm. Rồi. Ở đây rau muống nó mọc lên quá chừng luôn nè anh chị ơi. Coi nè. Rau muống ở phía trong á. Rồi, đất này như thế này nè anh chị. Hiện tại là có hai tờ sổ hồng nha. Cái tờ sổ mà có thổ cư á, là cái tờ sổ ở phía trước mặt tiền nè. Còn cái tờ sổ ở sau là đất chuyên trồng lúa nước. Test trên bản đồ dự thảo quy hoạch là khu này full màu hồng. Chút xíu nữa Tấn sẽ mở bản đồ dự thảo quy hoạch test cho anh chị coi luôn ha. Full màu hồng luôn. Thì đất này á anh chị, đó, từ ở ngoài mặt tiền vô tới đây nè, cái sông nó hơi cua qua chút xíu nha, là cái cạnh chiều dài á anh chị, cạnh chiều dài là nó không có thẳng băng nha, mà nó cua qua chút xíu đó, lại dài tới cái tường ở sau, là nguyên xung quanh là đều có xây tường hết luôn anh chị. Đây anh chị coi nè, cái tường này cao nè, mình đứng mình dối tay lên luôn nè. Nói chung là cái tường là cao khoảng 3 mét á, kìa, nó dài tới cái bức tường ở phía sau luôn ha. Đó là 15 nhân cho 100, tổng diện tích là 1.345 mét vuông nha. Đây, bên đây xây tường. Ở đây là ấp xóm mới 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Thì cái xã Thanh Phước là xã, ủy ban xã là ngay chỗ bệnh viện Xuyên Á luôn á anh chị. Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh á, là cách chỗ này 3 cây là ủy ban xã ngoài đó ha, ngoài mặt tiền đường quốc lộ 22 á. Gò Dầu này thì giáp ranh Trảng Bàng ha. Mà Trảng Bàng thì có rất nhiều khu công nghiệp nha anh chị. Khu công nghiệp Trảng Bàng, khu chế xuất Linh Trung 3, khu công nghiệp Thành Thành Công. Ở Gò Dầu này thì có khu công nghiệp Phước Đông, và sắp tới là mở thêm khu công nghiệp Hiệp Thạnh nha anh chị. Là sắp có nữa đây đó. Rồi chỗ này cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là 13 cây ha. Từ bến xe An Sương lên tới đây là 48 cây. Còn đây qua khu công nghiệp Phước Đông là 5 cây. Đây anh chị ra coi lại cái mặt tiền cái ha. Rồi Tấn sẽ quay sổ hồng và test bản đồ dự thảo quy hoạch cho cô chú anh chị coi luôn nha. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả. Kênh Nhà Đất Việt Nam Tấn quay là rất là chi tiết rõ ràng luôn. Trong mô tả là diện tích nè, địa chỉ, giá bán, số điện thoại liên hệ và định vị Google Maps luôn ha. Đây, cái cổng nè anh chị, cổng này là cái khung sắt quá chừng bự luôn nè, coi cái cây sắt nè. Đó. Đóng cổng lại luôn, nhốt quay phim trong luôn. Đây nè anh chị. Chất lượng luôn ha. Rồi, bây giờ mình quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi nha. Cái khu đất này gồm có hai tờ sổ hồng nha anh chị. Cái tờ sổ ở phía trước mặt tiền á là gồm cái phần thổ cư và cái phần trong lộ giới. Đất này là hướng Tây Bắc, mặt tiền đường hướng lộ 1. Từ giữa đường vô mỗi bên là 15 mét ha. Rồi diện tích đất nè anh chị, chiều ngang á là 14m96. Thì cái sổ này là có cái phần trong lộ giới và cái phần 123 mét vuông thổ cư. Đây thông tin nè. Ấp xóm mấy 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Cái sổ này có tổng diện tích là 261,3 mét vuông. Trong đó thì có 123 mét vuông đất ở nông thôn. Còn 138,3 là đất chuyên trồng lúa nước. Thì cái phần 138,3 này cũng là cái phần lộ giới luôn. Tiếp theo là cái sổ ở phía sau lưng nha. Đó thì chiều ngang là 14m96 đó anh chị. Cộng cái chiều dài của hai sổ lại là đất này có chiều dài 100 mét ha. Rất là dài luôn nha bà con ơi. 15 x 100. Cái sổ này nè có diện tích là 1.082,4 mét vuông. Thì nguyên tờ sổ này là đất chuyên trồng lúa nước nha anh chị.
test trên bản đồ dự thảo quy hoạch thì khu này full màu hồng, tức là lên thổ cư được 100% luôn á. Cô chú anh chị muốn chuyển lên cây hàng năm khác, cây lâu năm hay là thổ cư cũng được ha. Đây là hình ảnh Google Maps bản đồ vệ tinh tại khu vực miếng đất của anh Hoàng bán hoặc cho thuê. Thì cái miếng đất là ngay giữa màn hình luôn nha cô chú anh chị. Mặt tiền đường nhựa lộ dưới 30m á, kế bên là cái ngã ba với cái đường pháo binh nè. Đó, cái đường pháo binh là dẫn ra bệnh viện Xuyên Á, ra quốc lộ 22 ha. Rồi đất là kế bên ngã ba nha. Thì bây giờ Tấn sẽ chuyển sang bản đồ dự thảo quy hoạch để cô chú anh chị coi. Đây, khi mà chuyển sang bản đồ dự thảo quy hoạch từ đây đến năm 2030 nè, thì ngay tại khu vực miếng đất đang cần bán á là full màu hồng luôn, tức là có thể chuyển 100% lên thổ cư luôn nha anh chị. Còn cái ngã ba với đường pháo binh á thì tương lai sẽ trở thành cái ngã tư. Đó, một cái ngã tư lớn ha. Đây, chuyển lại bản đồ vệ tinh cho anh chị coi lần nữa nè. Đó, bây giờ là ngã ba, tương lai sẽ trở thành cái ngã tư lớn. Đây, khu vực này là đất ở anh chị bạn, full màu hồng luôn ha. Còn cái đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi cửa khẩu Mộc Bài á là ở phía trước đất và cách đất là khoảng 3 cây số. Cái vị trí của đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đi Mộc Bài nè anh chị, cái đường rất là lớn trên màn hình nè. Đây là cái đường này ha. Cách đất là khoảng 3 cây. Ngay chỗ này á thì chúng ta thấy là có thêm một cái nhánh cao tốc nữa là cao tốc từ Gò Dầu đi cửa khẩu Sa Mát đó anh chị. Là cũng gần với khu vực của miếng đất đang cần bán luôn ha. À, còn phía dưới đây nè là có đường Hồ Chí Minh nè, giao nhau với quốc lộ 22 nè. Đường Hồ Chí Minh là thuộc địa phận của thị xã Trảng Bàng đó anh chị em. Rồi còn đây là bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh nè anh chị. Ủy ban xã Thanh Phước là kế bên bệnh viện Xuyên Á luôn ha. Đây còn cái đường này là đường pháo binh nè. Đó, tương lai sẽ trở thành một cái ngã tư kế bên miếng đất đang cần bán nha anh chị ơi. Rồi, vị trí miếng đất là ngay giữa màn hình nha. Đó. Thì anh chị sẽ có hai sự lựa chọn với miếng đất này ha. Thứ nhất là thuê với giá là 12 triệu một tháng. Còn nếu mua là 5 tỷ 990 triệu. Liên hệ trực tiếp gặp anh Hoàng. Đây là số điện thoại của anh Hoàng, có Zalo luôn nha anh chị. 0909 807 031. 0909 807 031. 0909 807 031. Gặp anh Hoàng chủ đất. Cái định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả nha. Nếu cô chú anh chị bạn thích video này, nhớ bấm thích và bấm đăng ký kênh Nhà Đất Việt Nam để ủng hộ Tấn nha. Tấn quay những clip như thế này là đọc số điện thoại chính chủ của người bán luôn, chứ Tấn không có làm cò, không có làm môi giới trung gian nha. Cảm ơn cô chú anh chị bạn rất nhiều đã xem video này. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.